Wow, nước biển quá sạch quá đẹp luôn cô chú ơi. Đây, nhìn đây, mình chụp tấm hình rồi, nhìn chụp tấm hình rồi. Nhìn chụp tấm hình rồi. Vui vui kìa, có vui kìa. Dạ, bữa nay là chơi mới biết đi tắm biển là gì đó cô chú, chứ hồi năm ngoái cũng còn nhỏ quá chưa biết. Vô đi ra đây, vô đây, vô lại, đúng rồi. Chạy vô, chạy vô. Nắm tay mẹ. Vô lại chứ. Con thích không? Wow, trời ướt đồ mẹ ơi cháy. Ướt đồ mẹ ơi. That's okay hả con? You like Miami? Say I love Miami. Wow. Ở trong điện thoại thấy nó không có xanh bằng ở ngoài của nó. Wow, ở ngoài của nó cực kỳ xanh luôn. Trong điện thoại thấy nó màu sẫm sẫm vàng vàng sao. Đó, mọi người ra đây là tắm biển nằm phơi nắng vậy đó, cái màu da vậy là ta thích đó. Nhưng mà da trắng 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 là người ta không thích. Chạy đâu vậy? Nước biển lạnh nha, nước biển lạnh. Wow. Chạy lên, chạy lên, chạy lên. Máy à, máy dữ à. Nãy giờ nằm trên xe đồi không à, mẹ con đi tắm biển. Trời ơi, làm gì vậy, làm gì vậy? Làm gì vậy? Mấy con bé này chắc ở đây nè. Hay là nó rành cái cho, trời ơi, giỏi ghê không, bé giỏi ghê không. Nhây mà ở đây là cũng vậy được đó à. Nhây đây là chắc lạng quạng đi ra lên nước sống rồi chứ phải giỡn đâu. Đó, thấy chị nó giỏi cái chơi chơi. Oh. Trời, nó ra nó kéo cho người ta vô nữa chứ. Đứng lên. She's okay. She's okay chị đi. Trời ơi, nó này đi lo cho người ta. Có được đời không? Chừng nghe, coi chừng nghe, chạy vô. Này phải bám sát nó chứ bằng gió. Nó cuốn theo một cái cháu trôi ra ngoài luôn, có chết tôi à, hãy chạy hả? Bám sát nè. Chạy vô, chạy vô. Đúng rồi. Quá hay luôn rồi, chị đó giỏi ghê em chay. Trời ơi, chị nước sống giỏi ghê không? Thấy không, mọi người thấy không, ta nằm phơi lưng phơi đồ này kia cho thiệt nắng, cái là đi về về cái là đen thui thui lùi đó, để được khen cho rồi da đẹp quá. Ừ, tôi mới đi biển về đó vậy đó. Trời ơi, chị đó chị giỏi ghê, chị ra tới đó chị bơi luôn. Chị thấy chị đó giỏi không chay, chị ra tới ngoài đó luôn. Are you okay? Hold my hand. See? Cát hả? Cát vô miệng hả? Cát vô miệng hả? Cát vô miệng ai sao? Trời ơi. Nữa đây, chạy ra nữa đây. Chạy vô.
Lạnh không? Wow. Vào nước biển hơi mặn 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 nha. Nước biển, chay. Liếm thử nước biển coi chay, liếm thử nước biển coi, nước biển mặn lắm. Mặn không? That's disgusting. Nó nói cái nước ghê ghê quá. Liếm đi chay, nước biển mặn chát à. Con liếm con mới biết được nước biển mặn, hiểu không? Chứ không mấy là con tự là động con không biết. Cái này đâu giống, đâu có giống nước hồ của mình đâu. Liếm đi, lại liếm nước biển rồi, nước biển mặn lắm. The water is salty. Taste the water, it's very salty. Uống thử coi, chấm thử nước biển rồi là biết mặn à. Rồi đi vô kiếm ba, đi vô kiếm ba cái coi, chay. Chay đi vô kiếm ba chay. Ờ con biêu cát đi, con biêu cát đi, con ngồi xuống con biêu cát đi. Ủa ba ra kìa, ba ra kìa. Rồi ngồi xuống, đúng rồi, ngồi im đó, ngồi im đó. Yeah. Rồi. Thái à, thái à. Khóa khóa được cô chú ơi. Năm phải dẫn đi lần cô chú ơi. Take your watch off. Take your watch off. Give it to my friend. Người giữ đồ đi biển lúc nào cũng vậy, cũng sẽ có một người giữ đồ. Ok. Vậy ba xuống rồi chay. Chay đi. Cái này đi đi tắm biển này nè, ai mà da mà có bị thấy bị đồ này kia cũng mau lành lắm, tại dưới nước biển nó mặn á. Ai mà bị đứt tay hay là bị thương hay là gì đó đi tắm biển nó mau lành. Ngọc thấy, Ngọc để ý, Ngọc thấy vậy á. Baby, check her out there. Beautiful water. Ra với ba nó đi cho nó ấy chút đi nè. Bây giờ ba nói với nó biêu cát nè, rồi hư luôn nè. Vô đây, vô đây, mày xịt lại cho. Mày xịt lại cho. Baby. Con chay này nó kỳ ghê á tay. Gì á? You are what? Sao nước biển cay mắt hàng sao? Nước biển cay mắt hả? Baby, what can you wipe her face? Để ba lau mặt cho con. Well, just use the same one. Just her face. Yeah, nó bây giờ nó chán biển rồi cô chú ơi. Biển rồi, nó chán rồi. Nó nói là hả, nó sợ hả, là tại vì cái sóng biển đó, nó mạnh quá, nó sợ là một sóng biển sẽ cuốn trôi nó. Giờ nó vô ngồi chơi với cát. Ừ. Được đời không?
đó. Rồi chồng tao mày coi y như Mỹ nè, thấy không? Chồng mày giống Mỹ em, thấy giống không? Giống y chang Mỹ luôn. Rồi giờ chơi với cát. Nó nói để chơi giờ để sau sau nó về đó. Nó tắm trong hồ bơi. Chứ giờ thôi để cho nó chơi với cát đi, nó nói vậy đó. Này mà tắm biển bằng chừng 3 ngày là về đang thui thù lùi luôn. Dơ ba chạy. Không đu đà chị đi. Trời có được đời không? Con chơi đi. Sao? Yeah, sunscreen right there, JD. Chạy đi, có máy bay bay em trời vậy chạy. Có máy bay bay em chạy. Trực thăng á chạy. Đó, nó đang build cái núi đó cô chú. Trời ơi, cô chú thấy cái núi nó đẹp không? Cái này mà lưu lại á, tao về nhà tao cho nó nằm nó coi nó khoái lắm. Ừ. Ngồi nó tự coi nó tự cười rồi vậy kia khoái lắm. Như hôm qua mà tắm hồ bơi đó là tao coi lại là ngồi nó coi lại. Ờ nó khoái nó vui. Tại vì mấy cái gì nó thích á. Nên là mấy cái này là lưu lại dài dài để cho coi. Xuống với bà vậy đây. Sao con nói con sợ con không có xuống nữa mà. À chờ chiếc mẹ đó để. Trời ơi, kết bạn. Trời ơi, chào. Chào cho tôi chơi với. Ừ. Đó, bỏ vô. Ừ, đó, kết bạn. Cái này là chơi tới chiều luôn nè. Chào, lại là chào trước. Chứ ngồi chơi mình buồn quá là kiếm đứa nào chơi chung coi. Oh, thank you. Trời ơi, bà thấy con chay lại không có đồ chơi, bà nói để bà lên bà lấy đồ chơi thêm cho con chay. Thương không? Vậy đó, thanh lì hả mày ha? À, mẹ. Thank you rồi, nó cảm ơn kìa. Giỏi. Cái gì nữa? Rửa tay à? Giống nước xí vậy đó. Thấy không? Hello chay. Chị này tên gì vậy? Con hỏi her name yet. Ask for her name. She asked what's your name? My name is Sophia. Sophia. Say my name is Jade. My name is Jade. Nice to meet you. Nice to meet you. Sophia. Giờ tới ta.